Con mồi không tên, chưa đặt tên luôn, siêu nhạy. Xài, anh em ạ. Con mồi không tên nhá. Tạm thời nó mang tên là Thính Câu Lục. Ok anh em. Ok anh em nhá, tiếp tục nhá. Tí đóng cá thì quay tiếp tục, lấy điện thoại để nghịch đã. Đây anh em, quả lăng xê của mình vẫn thực sự quá sự là uy tín luôn. Và tiền đắt nhưng mà nó sắt ra miếng. Tầm trôi 3-4 cân câu lên, anh em quan trọng là anh em dòng thôi. Dòng lên cả con trôi 12 cân, không ngoãi một tí lưỡi nào luôn. Vào cá tiếp anh em nhá, vừa lôi cần xong. Đây. Anh em thấy không, còn bành đít này, bành đít này. Mệt. Mãi nó không lên anh em ạ. Trôi tiếp nhá. Chuyên trôi luôn. Cũng không bé đâu. Con này phải tầm 3 cân anh em nhá. Đây. Để gỡ con này ra đã anh em nhá. Lại tiếp tục anh em ạ. Vừa lôi cần xong, vừa kéo máy xong. Đó là buổi tối đó. Đây anh em, rửa xong rồi. Cho nhân lên cho anh em xem. Đây anh em bà con, không hề bé nhá. Rồi. Chuối ấn anh em nhé, phải mồi này bánh trôi rất là khét luôn. Tiếp tục đóng cá anh em nhé, vừa đóng xong, nó vừa kéo máy xong, nó vừa lôi xong. Buổi tối đâm ra nó không quay được như ban ngày anh em ạ. Đổ ba, Lại một phát tiếp tục trôi anh em nhé. Tiếp tục anh em nhé, trôi nhá. Con này thì hơi bé, con này khoảng 1,5 cân. Đây lăng xê này. Con này vượt say nhá anh em nhé, còn đúng ra vượt nó không được để cái lưỡi nó mắc vào đây đâu. Nếu mắc vào đây cá mà cá to nó dễ là oãi lưỡi đấy. Anh em ơi, lại đóng cá rồi. Số lượng phải nói là nó quá khủng khiếp rồi, chắc là quay lốt cái video này thôi. Còn có thì mình quay tiếp ban ngày. Còn quay nhiều quá rồi, chán rồi. Anh em ạ, cá nó ăn cá nó ăn quá chứ là kinh khủng luôn. Không kéo nữa rồi. Chuẩn bị giật. Rồi, ok, để lôi nó lên xem nó là cái con gì anh em nhé. To đấy. Đấy, trôi anh em nhá. Tiếp tục trôi anh em nhá. Úi giời anh em nhá. Ê giời. Ê giời. Tít rồi. Ê giời. Báo cá tiếp tục nhá. Ôi giời, đủ má. Đây rồi. Anh đeo cái đèn pin. Nhún kệ cho nó lôi đi. Bắt hình đi. Kệ mẹ cho nó lôi. Phết đi, anh cứ phết hai con đi. Bắt hình giờ rồi lôi sao ạ? Em có đem đi đây rồi. Bung rồi, con này bung rồi. Sụt đấy, bung lên. Đóng quá nhiều cá rồi anh em ạ. Mai chủ hồ nó đuổi. Ui, vẫn rít. Đầu kia. Chạy ngang. Nó đổ vừa bên này. Đặt mẹ đèn pin để quay cho nó dễ. Bây giờ nó quấn mẹ vào cái cần kia. Tí nữa cuốn vào cần này. Quay quả là mẹ vậy nó rít máy đấy, sướng. vẫn ngoài xa lắm. Ui giời, nó rít. Được đấy, lại chơi to rồi. Rồi đó. Chui. Nhiều rồi. Vậy, cách sao? Em xe xuống kia đi để cháu đây anh quật được. Chép 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 được. Hôm trước 9 con chép, hôm nay mới được một con chép. Ui con này to, phải để gỡ dưới nước. Con này to thế. Ui giời ơi nó dậy. Ui con chép mượt thế nhỉ. Dính rồi. Gỡ một cái mồm thôi. Mép ngoài. Ngay mép. Anh em lăng xe uy tín không? Con chép to. Con chép đẹp mấy em. Ui giời. Con lăng xe vẫn nhảy nhá. Chép trôi nhá, mồi chép trôi vẫn nét nẹt luôn. Ok anh em, tiếp tục báo cá anh em. Tiếp tục báo cá, tiếp tục báo cá. Điên dại, sao tôi luôn. Mất cần. Tí được mất cần, chụp được cần anh em. Đồ ba đẹp. Ui giời, rít sướng. Đồ ba rồi. Ý. Chạy kinh thế. Đấy, ôm đây rồi anh em. Ai da. Được cái ló đấy. Cho điên. Này cũng được. To đấy. Tí nữa nhảy over. Đây rồi. Con này đầu ba. Ok anh em, gỡ cá đã nhá. Rồi bào cá tiếp anh em. Vừa mới lôi lên xong. Chắc quả ở này được khoảng 3 phút, đéo được 3 phút. Mẹ chưa kịp đặt mông. Con này đang ở xa lắm, bươn trải xa lắm anh em ạ. Không phải đâu. Trôi nhảy này dễ trôi đó, biết ngay. Con này nhỏ anh em ạ, tầm cân rưỡi. Ô kìa. Con này nó phải hơn đấy, con này phải tầm gần 2 cân đấy. Ô. Con này như con điên nhỉ? Kìa ngoại nó chạy đi vào đây. Gỡ luôn mồm. Đây, anh tắt máy quay.